Mặc dù mưa lớn liên tục trong những ngày qua, nhưng lưu lượng nước trong hồ Phủ Vinh ở thành phố Đồng Hới vẫn đảm bảo an toàn. Lượng mưa đổ về không ảnh hưởng đến vùng hạ du do hồ này chưa tiến hành tích nước. Đại diện đơn vị trực tiếp quản lý hồ là chi nhánh Thủy nông Phủ Vinh đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết cũng như mực nước để có phương án vận hành phù hợp. Cán bộ công nhân viên tại chi nhánh cũng đã kiểm tra sửa chữa các cái hư hỏng cần thiết và kiểm tra các cái hạng mục ở trên hồ để khắc phục những cái hư hỏng để đảm bảo an toàn trong cái mùa lũ. Và trong quá trình mưa bão xảy ra thì chi nhánh cũng đã bố trí anh em trực đầy đủ 24/24 giờ để quan trắc mực nước, thường xuyên liên hệ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các địa phương để kịp thời cảnh báo và phối hợp. Mực nước trên hồ Phủ Vinh thì đang ở mức thấp và đảm bảo an toàn cho hồ chứa và khu vực hạ du. Toàn tỉnh Quảng Bình có trên 152 hồ chứa nước thủy lợi. Tính đến 17 giờ ngày 27 tháng 10, các hồ do địa phương quản lý dung tích trung bình đạt 80% dung tích thiết kế. Riêng 35 hồ chứa lớn vừa do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý đạt 76,12% dung tích thiết kế. Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó kịp thời với ảnh hưởng của cơn bão số 6. Cụ thể là tập kết vật tư, vật liệu sẵn sàng tại các chân công trình, tại các hồ chứa. Vấn đề thứ hai là treo tràn, cố định các cửa cống lấy nước, đảm bảo an toàn chống rung lắc, xê dịch, bố trí đầy đủ nhân vật lực để tập trung kiểm tra các công trình, đặc biệt là thường xuyên tuần tra kiểm tra các cái hạng mục đập đất đối với các cái hồ chứa vừa mà hiện nay đã tích nước để đến mực nước dâng bình thường, sẵn sàng ứng phó khi có cái sự cố xảy ra với phương châm là bốn tại chỗ. Đối với các hồ lớn do công ty quản lý thì có hai loại. Thứ nhất là đối với các hồ có tràn tự do thì hiện nay mực nước đạt trung bình khoảng 55-60% dung tích thiết kế, cho nên với cái lượng mưa như dự báo thì cũng không ảnh hưởng gì đến cái khu vực hạ lưu. Còn đối với các hồ chứa tràn sâu thì chúng tôi đã có cái phương án là chưa tích nước mà dự kiến sẽ tích nước vào giữa tháng 11. Do đó hiện nay nước vẫn chảy tự do qua tràn với cái cột nước rất là thấp, từ trung bình đến từ 20-30 cm. Để đảm bảo an toàn hồ đập trong thời gian còn diễn ra mưa lũ, tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo các đơn vị địa phương thường xuyên kiểm tra cả công trình nhằm phát hiện các sự cố để xử lý kịp thời theo phương châm bốn tại chỗ. Đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hồ chứa trên địa bàn.